Hello, chào tất cả anh em. Nếu một ngày nào đó mình bị tịch thu toàn bộ số lượng nước hoa đằng sau lưng mình và mình sẽ chỉ được phép giữ lại 10 chai nước hoa sử dụng bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc không thể sử dụng được nữa, thì cái video của mình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em top 10 chai nước hoa mình sẽ giữ lại. Ok, let's go. Ở vị trí 10 đây là một sản phẩm của nhà Prada, nó có tên là Prada Loam. Đây là cái mùi hương hoa diên vị kết hợp cùng một hộp phách rất là clean, rất là fresh, và mọi người thường đánh giá nó rất thích hợp sử dụng trong môi trường office. Cá nhân mình thì mình thường xuyên sử dụng chai nước hoa này vào các dịp trong những ngày hè nắng nóng ở Việt Nam, và cá nhân của mình thì mình cảm thấy là luôn luôn nhận được những cái phản hồi rất là tích cực khi mọi người ngửi thấy mùi hương của nhà Prada này. Do đó, vị trí 10 mình muốn chia sẻ anh em đó là sản phẩm Prada Loam. Ở vị trí số 9 còn một sản phẩm rất là quen thuộc của nhà Dior, nó có tên là Dior Sauvage. Có những cái sản phẩm khi mà ra mắt thì nó luôn luôn ở cái ranh giới mong manh giữa những lời khen và những lời chê, và Dior Sauvage là một trong những sản phẩm như thế. Bởi vì mùi hương của chai nước hoa này đối với những cái anh em chơi lâu năm thì luôn luôn coi đây là một mùi hương rất là tầm thường, đụng hàng mà không xứng đáng với giá trị của nhà Dior. Còn đối với mình thì đây là một mùi hương khi mà mình gặp gỡ những bạn gái, khi mình gặp gỡ những người lạ và mình cần một cái mùi hương có thể ghi điểm, có thể gây những cái ấn tượng rất là tốt cho mọi người, thì Dior Sauvage luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của mình. Do đó, ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Dior Sauvage. Không biết là mọi anh em có nhìn thấy được chưa nhỉ? Cái này mình chưa biết chỉnh nét. Ở vị trí số 8 cũng là một sản phẩm của nhà Dior, nó có tên là Dior Homme Intense. Có một cái câu chuyện là trước khi mà bắt đầu Hà Nội giới nghiêm không được tụ tập thì mình có gặp một số anh em và có những câu chuyện xoay quanh mùi hương của chai nước hoa này, về những cái thu hút của nó, những cái phản hồi rất là tốt của nó đối với mùi hương của Dior Homme Intense, và nó càng làm tăng thêm cái độ tin tưởng của mình khi sử dụng mùi hương chai nước hoa này. Với cái mùi hương phấn ngọt ngào nồng nàn, cực kỳ sexy, cực kỳ là quyến rũ, mình luôn luôn sử dụng chai nước hoa này vào những ngày mùa đông cực kỳ lạnh ở ngoài Bắc này, và mỗi khi mình ngửi mùi hương này mình cảm thấy cực kỳ là ok, rất rất hài lòng đối với cá nhân quan điểm của mình. Do đó, ở vị trí số 8 đó là Dior Homme Intense. Ở vị trí số 7 đây là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali, nó có tên là Herod. Thực tế mà nói thì mùi hương thuốc lá đối với cá nhân của mình thì mình thấy là nó có hai dạng. Một loại thuốc lá khô mà đây giống như kiểu là Thierry Mugler, Paul Havard hoặc là Tom Ford Tobacco Vanille. Cá nhân mình thì mình lại không quá thích những cái mùi hương như thế, mà mình lại thích giống như những chai lá thuốc lá tẩm cùng với mật ong mềm mại và nồng nàn, và Herod là một trong những chai nước hoa mà mình thích như thế. Đây là một mùi hương cực kỳ đa dụng trong những ngày lạnh ở ngoài miền Bắc này. Các anh em có thể sử dụng vào tất cả các dịp, nếu mà muốn có thể dùng đi làm, đi tụ tập, đi chơi, đi gặp gỡ các anh em, và nếu mà muốn thì các anh em có thể dùng cả đi bar nữa. Và nói chung đây là một mùi hương cực kỳ gợi cảm, cực kỳ nồng nàn. Mình rất là thích mùi hương chai nước hoa này. Do đó, ở vị trí số 7 đó là Parfum de Mali Herod. Ở vị trí số 6 đây là một sản phẩm của nhà Hermes, nó có tên là Terre Hermes Cam Tiêu và Vetiver, tạo nên một mùi hương rất là classic. Đối với cá nhân của mình, đây là mùi hương classic. Cùng với Prada Loam thì đây là cái chai nước hoa mình thường xuyên sử dụng khi mà đi làm, kể cả là những ngày hè. Và có một cái câu chuyện khá là thú vị là từ khi mình sử dụng chai nước hoa này thì đối với các chị em, các bạn nữ có vẻ là không quá ấn tượng mùi hương này, thế nhưng đối với các anh em nam giới thì lại cực kỳ thích mùi hương này. Mình thấy rất là nhiều người khi mình xịt mùi hương này thì ai cũng khen, và đấy cũng là một câu chuyện khá thú vị. Thế nhưng Terre Hermes luôn luôn là cái mùi hương mình rất là thích, và chắc chắn là trong cái top 10 chai nước hoa mình sẽ giữ lại để sử dụng thì sẽ luôn phải có Terre Hermes. Ở vị trí số 5, đây là một sản phẩm của nhà Canel Barcelona, nó có tên là Airborne. Mùi hương mật ong và vani ngọt ngào nồng nàn. Cái mùi hương của nó ngọt nhưng không ngấy, và thực sự mà nói khi mà mình ngửi thì mình sẽ luôn luôn chỉ muốn ngửi mãi mùi hương này, đôi khi chỉ muốn uống luôn. Vì nó rất là khó diễn tả. Đó, cảm giác khi mình luôn vẫn nói trong các video trước, khi mình xịt cái mùi hương này và cái dry down, cái base note của nó giống như là một cái kem phết nhẹ lên da vậy. Và mình rất thích mùi hương này. Trong những ngày mùa đông lạnh lẽo và các anh em cần một cái mùi hương mà nó có thể làm bớt đi, làm giảm đi cái lạnh lẽo của mùa đông âm u, cảm thấy rất là buồn, thì Canel Barcelona Airborne cũng là một trong những gợi ý mà mình muốn giới thiệu đến các anh em. Ở vị trí số 4, đây là một sản phẩm rất là quen thuộc, Acqua di Gio Profumo. Có những lời khen, có những lời chê về mùi hương chai nước hoa này. Còn đối với mình, đây là một trong những best choice đi ra ngoài, giờ trong những dịp đi chơi, đi dã ngoại trong những ngày hè nắng nóng, thì Acqua di Gio Profumo
luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của mình. Đó, ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3, đây là một cái chai nước hoa mà rất là lâu rồi mọi người không ai nhắc đến, bởi vì thực tế nó cũng đã khá là cũ, nhưng đối với mình thì mình luôn luôn yêu thích sử dụng, đó là Chanel Alouette Sport All Extreme, đa dụng các dịp, các mùa, không phân biệt độ tuổi. Đấy là những cái đặc điểm mình rất thích ở chai nước hoa này, và luôn luôn nhận được những lời khen khi mà ngửi mùi hương nữa. Thì không có một lý do gì mình đã loại bỏ chai nước hoa này. Do đó ở vị số 3 đó là Chanel Alouette Sport All Extreme. Ở vị trí số 2, đây là một sản phẩm của nhà Maison Francis Kaja, nó có tên là Oud Saint-Émeut. Cái mùi hương cực kỳ là power, cực kỳ là mạnh, kết hợp giữa trầm và hồng. Thực tế mà nói thì có những cái câu nói mà giống như kiểu là tình yêu, có những cái tình yêu mà không thể nói lên thành lời, thì đối với mình thì chai nước hoa này là một dạng kiểu như thế. Đôi khi mình biết là xịt chai nước hoa này phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái độ strong của chai nước hoa này nếu mà mình xịt quá tay thì sẽ gây một hậu quả rất là thảm khốc. Nhưng không thể phủ nhận mùi hương của chai nước hoa này cực kỳ là quyến rũ. Mình rất là thích sử dụng chai nước hoa này vào những ngày hè, càng lạnh thì sẽ càng tốt. Chai nước hoa mùi hương này càng lạnh thì nó sẽ càng phát huy được hiệu quả hay của nó. Và ở vị số 2 chắc chắn rồi, Maison Francis Kaja Oud Saint-Émeut. Và cuối cùng ở vị trí số 1 luôn luôn là chai nước hoa mình luôn yêu thích. Không một chai nước hoa nào có thể lật đổ được em nó trong suy nghĩ của mình. Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Mặc dù bây giờ thì nó đã bị reform rất là nhiều và mùi hương của nó thực tế mà nói là không còn giữ được cái phong độ so với ngày đầu. Thế nhưng cá nhân của mình thì mình luôn luôn yêu thích mùi hương này. Mùi hương cực kỳ là gợi cảm, nồng sexy, rất là thích hợp khi mà buổi đầu gặp gỡ các bạn gái, thì xịt mùi hương này sẽ luôn luôn tạo nên một ấn tượng cực kỳ tốt, rất là 10/10 đó. Và ở vị trí số 1 muốn giới thiệu với anh em đó là Landed Alone. Thì với xong mình vừa chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa mình sẽ sử dụng bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc mình không thể dùng được nữa, nếu như mình bị sung công toàn bộ số lượng chai nước hoa ở sau lưng mình. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quan trọng, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.